Hiếu Fan Vlog gửi lời chào thân yêu và trân trọng nhất đến với cô chú anh chị và các bạn trong cũng như là ngoài nước ạ. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người ở trong cái video hôm nay. Thì như quý vị cũng đã biết, ở Việt Nam mình, ngày khai giảng của cái năm học mới 2020-2021 là bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 cho đến ngày 5 tháng 9, thưa quý vị. Thì thấp thoáng đâu đó thì chúng ta cũng đã thấy được ba bông hoa nhỏ ở Thiền Am, ở mái nhà Thiền Am bên bờ vũ trụ cũng đã chuẩn bị cho mình những cái hành trang để sẵn sàng bước vào cái năm học mới, đó là ba thiên thần Minh Tâm, Chí Tâm và Nghi Tâm. Đây là một trong những các bé mà không riêng gì Hiếu cũng như là quý vị khán giả cũng đang rất là quan tâm và yêu mến. Thì cũng có rất nhiều quý vị khán giả cũng quan tâm một cái điều rất là đặc biệt, đó là khi mà các bé đi học thì không biết là có gặp cái vấn đề gì không. Tại vì quý vị cho là có những người không yêu thích Thiền Am thì sẽ có những cái hành động mà nó không hay xảy ra đến với các bé. Thì Hiếu cũng xin nói là chúng ta đang sống trong một cái đất nước có pháp luật, thưa quý vị, mà cái quyền bảo vệ cũng như là cái quyền trẻ em hiện giờ thì đất nước cũng đang đặt lên hàng đầu, thưa quý vị. Cho nên là không có vấn đề gì xảy ra. Nó nếu mà ai mà manh động làm những cái việc này, tất nhiên là cơ quan chức năng họ sẽ túm cổ ngay và sẽ có những cái biện pháp xử lý cho những cái kẻ này. Và cái điều đáng lo mà Hiếu muốn nói cho quý vị biết được là trong cái thời điểm hiện tại thì dịch Covid-19 vẫn chưa có ngưng lại. Cho nên là chúng ta nên lo cái vấn đề là lây nhiễm, thưa quý vị. Cho nên là các thầy nên chuẩn bị cho các bé những cái trang thiết bị cần thiết để bảo vệ cho mình và bảo vệ cho những người xung quanh, như là khẩu trang nè và nước rửa tay đó để diệt khuẩn. Đây là một cái trang thiết bị rất là cần thiết cho trẻ em và đặc biệt là học sinh nói chung, thưa quý vị. Đến trường thì chúng ta tiếp xúc rất là nhiều người, cho nên là không tránh khỏi những cái trường hợp có thể là lây nhiễm. Mà ở đó thì chúng ta cũng chưa có biết được là ai sẽ là người mắc phải cái con virus corona này. Đó, điều đáng lo là lo như thế này. Cho nên là Hiếu muốn chia sẻ cho quý vị được biết như vậy. Chứ còn cái vấn đề mà các bé đi học thì quý vị hãy an tâm, không có vấn đề gì cả. Hiếu dám cam đoan cái điều này. Đó, dù cho các bạn ở bên kia có thù ghét Thiền Am như thế nào, nhưng đối với những trẻ em thì Hiếu nghĩ một cách tích cực hơn là các bạn này sẽ không có làm gì cả và cũng không có dám làm gì hết, thưa quý vị. Cho nên là quý vị đừng có đặt nặng cái vấn đề này để rồi chúng ta lo xa rồi chúng ta sanh ra nhiều cái bệnh. Đó, nhất là những người lớn tuổi nè, các cô, các chú đó, yêu mến các bé, Hiếu biết là yêu mến, yêu sâu đậm lắm. Cho nên là sẽ suy nghĩ rất là nhiều việc. Nó những cái việc gì mà ảnh hưởng đến các bé là cô chú rất là lo lắng. Cho nên là Hiếu cũng trấn an mọi người là đừng có nên lo quá và cũng đừng có nên suy nghĩ về cái vấn đề này quá. Tất cả đều có pháp luật, thưa quý vị. Nó còn một cái nữa mà mấy ngày gần đây Hiếu cũng đã nghe có nhiều bạn nói là hãy nên ngưng nói về Thiền Am để cho cái vụ án Hồ Duy Hải được dư luận quan tâm và có cái tiếng nói của mình để cho các cơ quan chức năng làm việc và cũng như là điều tra cho nó thật sự chính xác để trả lại cái tự do cũng như là minh quang cho Hồ Duy Hải, thưa quý vị. Thì theo Hiếu chia sẻ như thế này thì không nói về Thiền Am là một cái điều cũng rất là tốt, thưa quý vị. Tại vì Thiền Am họ không có làm gì ai mà cũng không có nói đụng chạm gì tới ai hết. Nếu chúng ta không nói thì họ sẽ có một cuộc sống rất là tốt. Và đặc biệt nữa là về cái tinh thần của các bé thì cũng sẽ rất là tốt. Trong khi là các bé đi học không phải là vướng bận về những cái thị phi ở Thiền Am, mà do những người không yêu thích họ mỗi ngày họ đều nói. Nó có thể ảnh hưởng đến các bé rất nhiều. Nếu mà chúng ta không nói thì cũng rất là tốt. Nhưng mà còn một điều nữa, cái vụ án nào thì ra vụ án đó, chúng ta không có thể nào mà nói là làm về Thiền Am thì lại giống như là
đưa chúng ta đến một cái vụ án khác mà quên đi cái vụ án Hồ Duy Hải thì nó thật là bất công cho Hồ Duy Hải. Nhưng mà thật sự là không phải như vậy. Vụ án nào nó cũng có một cái tính chất riêng của nó. Vụ án Hồ Duy Hải kéo dài đến nay là 12 năm, 13 năm rồi thưa quý vị. Mà lên tiếng nói cũng rất là mạnh, nhưng mà cho tới thời điểm hiện tại thì nó cũng chưa có được có một cái kết luận rõ ràng. Cho tới thời điểm này thì dư luận cũng còn đang rất là quan tâm. Mà cái vụ án 50 người xâm nhập gia cư bất hợp pháp, cũng như là đánh người gây thương tích, trộm cắp tài sản ở Thiền Am mới đây thôi, nếu mà chúng ta không lên tiếng thì để một thời gian nữa thì cái vụ này có thể là chìm xuồng thưa quý vị. Cho nên là cái vụ nào nó cũng có một cái tính chất rất là đặc biệt, mà khán giả có quyền lựa chọn để theo dõi và có cái tiếng nói trong cái vụ án đó. Chưa chắc là khán giả của Thiền Am đang theo dõi cái vụ án 50 người mà họ theo dõi cái vụ án của Hồ Duy Hải, và ngược lại khán giả của Hồ Duy Hải chưa chắc là đã theo dõi cái vụ án của Thiền Am, đúng không ạ? À? Cho nên là Hiếu rất là tôn trọng quý vị khán giả, Hiếu không có kêu gọi là phải ngừng cái vụ án của Thiền Am để theo dõi vụ án của Hồ Duy Hải để có tiếng nói, mà ở đây là cái quyền lựa chọn của quý vị. Quý vị có thể theo đuổi cái vụ án nào, đó là cái quyền tự do của quý vị, không có ai ép buộc cả. Cho nên là các bạn cũng đừng đặt cho khán giả có một cái sự lựa chọn nó rất là khó, đúng không ạ? À? Thì hãy tùy duyên nó, ai muốn theo đuổi vụ án nào thì theo đuổi vụ án đó. Nhưng mà Hiếu thấy từ trước đến giờ thì Hiếu theo đuổi vụ án 50 người tấn công Thiền Am này, thì cái vụ này mới đi thôi, nó cũng gần năm đúng không quý vị? Thì nếu mà chúng ta không có cái tiếng nói mạnh thì trong tương lai nó cũng sẽ kéo dài như cái vụ án của Hồ Duy Hải, thì lúc đó càng khó khăn hơn, đúng không ạ? À? Mới thì mình làm liền thì các cơ quan chức năng họ còn nóng, họ sẽ vào xử lý ngay cái vụ này. Nhưng ở phía sau thì chắc cũng có rất là nhiều cái suy nghĩ và đặt cái nghi vấn về những cái người đứng ở phía sau chống đỡ cho cái vụ án 50 người này đó. Mà người không ai khác đó là ông Thắng bà Mai, là người đã chủ động cũng như là làm những cái việc mà gây ra cho Thiền Am. Cho đến thời điểm hiện tại thì dư luận rất là quan tâm nó. Còn cái vụ án Hồ Duy Hải thì quý vị cũng đã biết rồi, cái thời gian đến giờ thì nó rất là lâu rồi mà chưa có được sáng tỏ nữa thưa quý vị. Nó nếu mà kêu Hiếu nói về vụ án Hồ Duy Hải thì thật sự Hiếu cũng không biết nói gì nữa. Tại vì nếu mà bây giờ nếu mà theo đuổi vụ án thì chúng ta phải theo đuổi từ đầu, thì chúng ta mới biết rõ cái trình tự, cái tính chất của cái vụ án đó như thế nào thì chúng ta mới nói được. Còn bây giờ bắt Hiếu vào để nói về cái vụ án Hồ Duy Hải chắc chắn là sẽ không nói được, nhưng sẽ có một số bạn sẽ nói được. Thì Hiếu cũng chúc cho những cái bạn đó thành công ở trong cái vụ án Hồ Duy Hải. Còn Hiếu thì vẫn tiếp tục theo đuổi cái vụ án 50 người ở Thiền Am, và cùng với tất cả những ai yêu thương các bé ở đây, nó đều có cái tiếng nói riêng của mình, và chúng ta cùng đồng lòng đoàn kết với nhau để kêu gọi mạnh hơn nữa cho các cấp cơ quan chức năng họ nhìn thấu được và vào cuộc để xử lý cái vụ này. Và chúng ta phải đặt cái lòng tin của mình, chúng ta có lòng tin thì chúng ta mới có cái động lực để chúng ta tiếp tục làm thưa quý vị. Thì Hiếu cũng mong rằng là quý vị khán giả hãy lựa chọn cho mình, nó có thể là xem ủng hộ cho Hiếu nói về Thiền Am, có thể là qua những cái kênh khác quý vị có thể xem ủng hộ cho cái vụ án của Hồ Duy Hải. Thì mỗi cái vụ án thì quý vị có thể bình luận một cách nó khác nhau, đúng không ạ? À? Thì Hiếu yêu mến Thiền Am thì Hiếu làm về Thiền Am, Hiếu không thể nào mà làm về Hồ Duy Hải được. Cho nên là cũng mong các bạn thông cảm, không thể nào mà theo cái ý kiến riêng của các bạn được, mà Hiếu cũng không có ép buộc là quý vị khán giả phải theo mình vào cái vụ án nào cả. Đó là quyền lựa chọn tự do của mỗi con người đó. Thì trở lại với Thiền Am thì cái năm học mới bắt đầu thì các bé rất là háo hức, đúng không ạ? À? Đó là ba thiên thần mà quý vị yêu thương rất là háo hức, nào là có trang phục mới nè, cặp mới nè, dép mới nè, nó chỉ chờ đợi là cái ngày vào học chính thức thôi, đúng không quý vị? Nó
Còn cái vấn đề khác mà quý vị lo từ trước đến giờ là cái sự an tâm của các bé, thì cái điều này là Hiếu cũng nói với quý vị là đừng có lo cái vấn đề này. Đó, chúng ta sống trong một đất nước có pháp luật, có tôn ti trật tự đàng hoàng, không ai dám làm bậy đâu. Đó, cho nên là quý vị đừng có quan tâm và đừng có lo cho nó tâm sinh bệnh, đúng không ạ? Đó. Thì không riêng gì ở Thiền Am các bé, mà ở đây ở nhà Hiếu thì cũng có cháu rồi chuẩn bị đi học nè, nó chuẩn bị cho mình những cái hành trang để bước vào năm học mới, thì cũng rất là phấn khởi và náo nức để chờ đón cái ngày mà đi gặp những cái người bạn mới. Nó thì chúng ta chỉ động viên cho các bé là như vậy. Quý vị hãy an tâm và chúng ta cứ tiếp tục theo dõi các bé trong những ngày tới là các bé đi học như thế nào, và động viên tinh thần các bé cố gắng học. Thời buổi bây giờ mà không đi học, không có chữ thì không làm được gì hết. Cho nên là Hiếu cũng chúc cho ba thiên thần là đi học chăm ngoan, chăm chỉ nghe lời cô, cũng như là đem những cái gì mà từ trước đến giờ các thầy các cô Thiền Am dạy, thì chúng ta cũng nên áp dụng nó mà lễ phép ngoan hiền với tất cả mọi người ở ngoài xã hội, lấy được lòng của tất cả mọi người, thì chúng ta sẽ có được nhiều cái tình thương, thì chúng ta sẽ thành công hơn ở trong cái cuộc sống của mình. Và cũng cầu mong là các bạn không yêu mến Thiền Am thì chúng ta cũng nên dừng tay để cho các bé có một cái hành trang bước vào đời nó được tự do, hạnh phúc và vui vẻ hơn ở trong cuộc sống, nó không phải là suy nghĩ về cái vấn đề mà các bạn nói về Thiền Am. Đó, cái video hôm nay Hiếu chỉ chia sẻ như vậy thôi, cho nên là quý vị hãy an tâm, và Hiếu cũng cầu mong là quý vị hãy tiếp tục cùng với Hiếu lên tiếng cái vụ án 50 người. Cái vụ này thì nó rất là rõ ràng, bằng chứng, chứng cứ đều tất cả đều có hết. Nó thưa quý vị, còn một cái nữa là các thầy hãy mạnh dạn và đánh trống là có thể là cái vụ việc này sẽ đem ra tòa. Đó, chỉ vậy thôi, và chúng ta cũng phải có một cái lòng kiên nhẫn và chờ đợi, đúng không quý vị? Thì cái gì cũng vậy, chờ đợi là hạnh phúc, biết đâu một ngày nào đó thì chúng ta sẽ được hưởng trọn cái niềm vui đó sao, đúng không ạ? Cứ tiếp tục hy vọng và chờ đợi thưa quý vị. Còn những việc khác là có duyên hết, đúng không ạ? Duyên tới nó sẽ tới thưa quý vị. Nó còn ở trong sâu thẳm của cái vụ án này thì sẽ có cái sự việc rồi, nhưng mà không có tiện tiết lộ ở đây, đúng không ạ? Thì thời gian sẽ trả lời cho quý vị được biết. Đó, Hiếu cũng sẽ nghe theo lời những người lớn tuổi là khuyên Hiếu là đừng có nên tiết lộ những cái gì mà ở Thiền Am sắp sửa làm, thì Hiếu cũng sẽ nghe theo. Video cũng dài, Hiếu xin dừng ở đây và xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn trong cũng như là ngoài nước luôn luôn vui vẻ, an lành, ấm no và hạnh phúc hơn nữa trong cuộc sống ạ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin kính chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại ạ. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho Hiếu nhé. Xin cảm ơn quý vị, xin kính chào.